Bà chị Kim, tình hình bây giờ thế nào? Đi theo tôi. Bác sĩ à, thật ra con tôi có cách chữa không vậy? Tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, cần nhất là chữa lành lại. Ông Quách, chúng tôi đi kiểm tra. Con của ông bị đại kích rất nặng. Tình trạng não bộ bây giờ chưa có thể ổn định được. Nhưng mà chuyên gia não bộ và tinh thần của bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị. Thân thể thì chữa được, còn việc gia đình chúng tôi không thể nào giúp được ông. Nếu ông thấy cần, tôi giới thiệu xã công cho ông. Bác sĩ, ông chỉ coi bệnh cho người ta thôi. Chuyện gia đình của tôi, ông biết cái gì chứ? Con tôi nổi điên, mắc mới gì tôi. Tôi đã vì nó, kêu má của nó đi đổ nó. Thấy chưa? Bây giờ má nó chết rồi tôi cũng không biết. Nè, chị đã làm cho em xong xuôi rồi. Em phải làm cho thiệt nhiều, lên tivi và báo chí cho nhiều đó nha. Như vậy lúc biểu diễn thì mới được ăn khách đó. Làm gì vậy? Sao buồn bã quá vậy hả? Không có tinh thần gì hết. Sắp sửa ra dĩa rồi, phải gặp người ta đó nha. Phải cười cho thường mới được, lúc biểu diễn mới thấy được vui vẻ, có biết không? Thế giờ thì là khờ quá. Sợi dây này đâu có hợp với em. Sợi này mới hợp nè. Nè, cuộc hẹn 3 giờ chiều nhớ được có tới trễ đó. Càng gần ra dĩa thì chuyện gì cũng phải kỹ lưỡng. Chị hai làm bao nhiêu việc này cũng là vì thuốc cho em thôi. Chị hai, chị tốt với em như vậy, em chỉ sợ là chị cực thôi. Thiệt ra em muốn nói cái gì? Có rất nhiều việc em biết xử lý. Đứng lại. Có chuyện gì em hãy nói ra cho rõ. Chị không có muốn em để trong lòng. Em tới giờ rồi em không muốn nói. Tử Thanh, Tử Thanh, đỡ chưa? Tránh ra, tránh ra, đi ra. Quê Apple, cô không sao chứ? Xin lỗi Nhật Vinh xin. Hôm nay chỉ thu tới đây thôi. Thế nào? Mệt lắm hả? Tối nay chị hai không có hẹn với anh à?
Có. Cô hẹn với anh đi Malaysia. Yên tâm đi, không sao đâu. Cười lên đi. Đi ăn khuya nha. Không được. Chị hai đừng chờ em ở nhà. À, tấm hình đã rửa rồi. Coi rồi thì thế nào? Mình đâu có quyết định được. Cũng do chị hai quyết định mà. Tối ngày cứ nhắc tới chị hai của em hoài. Có thể thử một lần gặp nhau không nhắc tới cậu được không? Nhưng mà chị hai chỉ tốt với em lắm. Nếu mà không có chị em không có thể nào đi học âm nhạc được. Bỏ đi. Anh Ken, anh cũng biết là hai chúng ta... Có phải em cảm thấy ai nấy có lỗi với cậu không? Em có biết không, hai đứa mình ở chung không có nhiều, cũng là do cậu làm nên thôi. Anh biết rõ tính tình chị hai em mà. Ai mà gần gũi cổ nhiều sẽ bị tinh thần phân liệt đó. Em cảm thấy áy náy thì càng sợ hơn. Chuyện giữa em và anh sớm muộn cậu sẽ biết mà. Đi Canada với anh nha. Em làm sao nói với chị hai đây? Em cũng muốn ra cái dĩa này mà. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, đi với anh đi. Làm gì vậy? Chị hai, không phải. Em đừng có gạt gì nữa. Em đừng có sợ. Chị nhất định săn sóc cho em suốt đời. Chị hai, chị nhất định săn sóc cho em suốt đời mà. Đừng có sợ. Chị hai, chị hai, vậy mà. Chị hai, đừng có bỏ chị mà. Em đừng có bỏ chị. Đừng có bỏ chị mà. Em xin lỗi chị nha. Chị hai. Là người em yêu quý nhất ở trên đời này. Lần này vì chuyện tình cảm không biết phải giải quyết như thế nào. Em cảm thấy rất là phiền phức. Em muốn một mình rời khỏi nơi này để bình tĩnh trở lại. Chờ chuyện này phôi phai rồi em sẽ trở về bên cạnh của chị, để cùng sống chung với chị. Em biết ở trên đời này chị là người thương em nhất. Tại sao không nói cho chị biết? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Yeah.
Má à, để má đi, má đi má. Bà đưa đối với con gái gì vậy? Đi đi. Muốn tránh ra, tránh ra. Má. Má tụi bay đã bỏ tụi bay rồi. Sáng ngày mai ta đưa tụi bay về với bà nội tụi bay. Anh nói đuổi tụi nó đi rồi, tại sao bây giờ còn ở đây? Tụi bay còn đây làm gì? Ta đuổi tụi bay rồi đó mà. Tại sao thèm xác tao chứ? Ta cho tụi bay biết, từ nay không cho tụi bay về bên đây nữa. Trở về bên bà nội đi. Đi ra ngoài đi. 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 Tại sao lúc này không kiếm em? Lúc này anh bận lắm, đêm nào cũng 3-4 giờ mới tan việc. Tại sao lúc này điện thoại gọi đến mà không có lên tiếng? Em còn tưởng là anh nữa chứ. Đâu có gọi tới. Em đã gọi anh nhiều lần nhưng mà không có trả lời. Em còn tưởng anh không có ở Hồng Kông. Anh không ở Hồng Kông sẽ gọi cho em biết mà. Em đừng có hỏi nhiều quá có được không? Phiền quá. Phiền cái gì chứ? Đâu có cái gì đâu. Làm gì mà phiền. Thôi đi, bỏ qua đi. Thiệt ra em cũng rất là phiền. Em phiền cái gì? Apple đã bỏ đi rồi. Em nói cái gì? Apple đã bỏ đi rồi. Đi đâu? Apple đi đâu vậy? Hả? Hồi tối nó đã để lại lá thư, không có nói tiếng nào. Thiệt ra em không biết nó đã đi đâu. Tại sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Em gọi cho anh có trả lời sao? Ken, anh nói cho em biết đi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy hả? Anh hãy hứa với em, dù sao đi nữa, anh cũng phải tìm nó về cho em. Em kêu anh đi đâu kiếm về đây? Anh phải lên công ty hàng không. Ken, anh đừng có bỏ đi. Anh ở lại đây với em đi nhờ. Đừng có bỏ vậy đi mà. Anh còn bận nhiều việc lắm. Một lát thôi. Một lát thôi mà. Ly à, em có biết là em của em bỏ đi cũng do em gây ra không? Em đâu có thể bắt cổ làm việc hoài chứ. Apple là người mà, cổ có ý kiến của cổ. Anh nói gì vậy? Tức là em làm cái gì cũng sai. Phải. Em làm việc gì cũng sai hết.
làm sai hết. Tối nay phải nói rõ với em. Bây giờ cả hai không được vui, mai mốt tính sao đi. Ken, Ken, tuổi xác chết bắt đầu sinh thối, theo dự đoán là chết khoảng một tuần, trong người cổ không có giấy tờ chứng minh. Làm ơn tính ra, làm ơn tính ra. Coi chung quanh có phát hiện gì không? Quay quay, có qua bên đầu núi coi không? Không chừng phát hiện được manh mối đó. Ông cũng thấy ai nấy cũng bận rộn hay sao? Tôi qua bệnh coi đi. Chỉ biết đứng đây chỉ tay chỉ chân. Cảnh sát già là vậy đó. Nếu không rảnh đó, thì tôi đi. Trí à, theo tôi. Chú Đông. Chú cái gì? Kêu ân cầu Đông là được rồi. Theo tao không tệ đâu. Tao bỏ tiền vô túi mày đó. Coi ân cầu Đông không ra gì hả? Dù sao đi nữa tao cũng là thám viên chi tâm, không có công qua cũng có lao đó mà. Kêu tôi làm bất cái việc thô sơ, không biết có lộn hay không nữa. Ấn Cổ Đông, có mình mối. Ấn Cổ Đông, cô nè. Wow, con nhỏ thiệt hết sảy à. Nó làm ở sân nào vậy? Cô này là tân tú ca sĩ Quách Tử Thành. Được rồi, tần tú ca sĩ. Lần sau cầm cho tao coi được phải ngay. Yes sir. Tao dòm vô là biết rồi mà. À này cô Quách à, cô có thể nói cho tôi biết trước vụ án xảy ra em cô có gì không ổn hả? Không có. Ông cũng biết mà, nó sắp xảy ra gì á. Đương nhiên trong lòng thấy khẩn trương. Cũng là tại tôi không tốt. Bình thường tôi quá bận rộn, thật ra tôi không có thời gian coi chừng nó. Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Vậy cô có biết gần đây việc tình cảm của cổ có xảy ra vấn đề gì hay không? Không, tôi không biết. Tôi thì không biết gì hết. Tôi thương đứa em này lắm. Tôi không muốn nó chết một cách bất minh. Cô Quách à, vậy cô hãy nghỉ ngơi đi. Vậy phải làm sao? Cái gì làm sao? Người ta khóc đau lòng như vậy thì phải có lòng đồng tình mới được đó mà. Ngồi nghỉ chút đi nha. Cô có khăn giấy hay không? Tôi có. Đám đàn ông thúi của các người không có ai tốt hết. Theo trực giác của tôi nghĩ tên này là ma giáo. Cảm giác được hắn ma giáo thì vô trọng làm việc đi. Yes sir. Làm ơn cho anh ly cà phê. Ông Ken, ông đã uống nhiều ly lắm rồi. Ông khẩn trương lắm hả? Tôi mệt thôi. Ông có thể cho chúng tôi biết thứ bảy tuần rồi ông làm cái gì không? Tôi nói rồi mà, là tôi ở trong phòng tối rửa hình, không có ra ngoài. Chú Đông. Ông và Quách Tử Thành không có thân gì mấy chứ hả? Nhưng mà nửa năm nay ông chụp hình khóa thân cho cổ dùng để tuyên truyền, như vậy cũng coi là ngày đêm gặp gỡ. Có đôi lúc tôi và cổ tâm sự nhau,
cho nên tôi có hẹn cổ đi Canada. Bây giờ chuyện bí mật như vậy mà cũng biết, ông và cổ có quan hệ gì? Sếp à, thật ra tôi muốn nói, tình cảm giữa tôi và cô Ly có chút vấn đề, cho nên chuyện giữa tôi và Apple tôi không muốn cho cổ biết. Nè chú em, cho khẩu cung giả tội nặng lắm đó nha. Tôi biết sếp à, Apple bây giờ không còn ở đây nữa, tôi không muốn phá hoại tình cảm giữa hai chị em cổ. Cái gì thấy vụ án này thế nào? Nếu như biết được quan hệ với ba người thì mình sẽ biết được động cơ giết người. Còn việc chị hai của cổ không biết chuyện gì hết. Tôi nói mấy cô mình tình nhỏ này xưa nay đi bê bối nhất. Người vô tội nhất là chị hai của cổ đó. Căn cứ theo báo cáo của kẻ chết là từ trên cao rớt xuống. Coi theo vết thương của cổ, đa số là nhảy biển tự tử, đa số không có khả nghi gì. Vậy có nghĩa là căn cứ theo nguyên nhân và khẩu cung của người chứng, rất có thể nạn nhân vì áp lực công tác và vì vấn đề tình cảm mà tự tử chết. Rất rõ ràng là tự tử. Vụ án này không có được possible lắm, tiếp tục điều tra không có ý nghĩa gì. Ông à, dạ, cả đi hả? Có mẹ. Lâu rồi không gặp. Cái này khỏe không vậy? Vô, dạ, cả đi. Ken, không sao chứ? Sao đúng lúc vậy? Cả ngày này nói anh rất tiền tụy. Vừa hút thuốc, lại vừa uống rượu. Vì tình cảm mà làm như vậy, hại sức khỏe lắm có biết không hả? Anh à, lúc này anh cũng nhận nhiều mối lắm mà. Phải ráng cố gắng chụp hình cho đẹp. Nhiều người biết anh thì có tiếng tăm lắm, có phải không nè? Thấy cái tướng tiền tụy của anh như vậy, tôi chụp cho anh tấm hình để nhớ suốt đời nha. Hả? Quê nhìn qua đây. Kên à, sau này đưa tấm hình cho anh nha. Anh tưởng rằng xen vào chính giữa của hai chị em tôi. Bộ anh đáng hay sao? Tôi bắt ảnh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cái kết cuộc bây giờ là thích hợp nhất với ảnh. Ảnh thật ra chỉ là một dũng bùn. Sao? Started laying down the floor with you.
Alo, xin chờ chút. Cô Quách có điện thoại. Được, cảm ơn. Alo. Đúng rồi, tôi đang làm việc. Chút nữa sẽ gọi lại. Bye bye. Cô Quách à, 1 giờ cô có hẹn đi ăn trưa, 3 giờ có một cuộc hẹn, họ sẽ cho đại diện tới, khoảng 5 giờ, Ngân Tinh Quang Sơn. Và sau đó thì chúng ta... Quang Sơn? Dạ đúng. Tổng giám đốc như vậy là ý gì chứ? Dạ đúng, hồi sáng ông có liên lạc với ông chủ lớn của Ngân Tinh. Ông chủ nói là muốn cho ông một cơ hội nên phái ông tới đây. Lấy ông chủ lớn để đè tôi có ích gì chứ? Elisa, họ đang chờ sự quyết định của cô. Được, cảm ơn. Thật ra tôi rất tin vào nhãn quan của các vị. Lần này model của tôi quan trọng nhất là phải có khí phái như vậy. Vậy mới có thể đại diện được hệ liệt quá trang của thiếu nữ chúng ta. Các cô không những phải đẹp mà còn phải thật sharp, và còn phải có thật fresh energy. Các cô có hiểu không? Ground's gone swan. I was wrong. Ê, trời đất quỷ thần ơi, biểu diễn vậy mà cũng lên biểu diễn nữa, không biết nó có làm hay không nè. Thiệt tình là phải rồi. À đúng rồi, không sao hết. Sao kỳ quá vậy? Bị điên đó. Kêu 2 bộ máy quay cổ số 7. Cô Quách à, thiệt phải lấy 2 bộ máy quay cổ hả? Có phải mỗi câu nói nó phải lặp lại 2 lần anh mới hiểu phải không? Tôi quyết định dùng cổ. Tôi cảm thấy cô hơi mát mát không được bình thường. Nhưng mà cổ. Tôi thấy cổ rất là có khiếu. Cái quảng cáo này dù sao cũng 2 tháng nữa mới quay. Tôi có đủ thời gian để sửa soạn lại cho cổ. Có thể không đây, Liz. Tôi đã quyết định rồi. Cô Quách à, tôi sợ là cổ. Ông Hoàng đó thiệt ra không có thành ý, bà Hoàng không có ý nghĩa. Còn về ông chủ lớn, tôi sẽ nói chuyện lại với ông. Còn nữa, hủy bỏ hết các cuộc hẹn hôm nay giùm tôi. Hẹn cô này 5 giờ, đến gặp tôi. Dạ được, cô Quách. Cô Quách à, cô Dĩ đã tới rồi. Được, cảm ơn cô. Không có gì. Cảm ơn. Cô Dĩ hả? Mời ngồi. Cứ tôi qua trên được rồi. Vậy được. Vậy tôi kêu cô là Virgin. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết nguyên nhân chúng ta gặp nhau hả? Biết. Tôi sẽ cảm ơn công ty của cô để cho tôi cơ hội. Tôi cần model. Không những chỉ có cái đẹp thôi. Nguyên nhân của tôi chọn cô là vì cô có phong cách, nhưng mà chưa có được chuyên nghiệp lắm. Vậy đúng. Thưa cô, tôi chỉ mới vô nghề đây thôi. Được rồi, tôi sẽ huấn luyện cho cô cho đến khi cái quảng cáo này quay xong. Thật ra nói thiệt nha, tôi đến công ty này làm không có bao lâu. Nếu như cô không xong thì tôi sẽ gánh đủ đó. Từ nhỏ đến lớn tôi làm việc không có ai thưởng thức hết. Lần này cô cho tôi cơ hội, tôi thiệt thấy mừng lắm cô Quách à. Sau này cô sẽ còn cực dài dài. Anh nè, cô có ngại tôi hỏi cô về vấn đề cá nhân không hả? À, không ngại đâu, cô hỏi đi. Ừ, người nhà của cô ở đâu? Đã di dân hết rồi, đi qua Vancouver. Ừ,
Vậy có bạn trai không? Có. Một người thôi. Có phải vì giữ ấn tượng nên không có bạn phải không? Đương nhiên là không phải rồi. Thật ra tôi chỉ muốn tìm hiểu để sau này sự hợp tác sẽ được tốt đẹp hơn. Tôi chỉ sợ là tôi sẽ chọc giận cô. Không đâu. Tôi cảm thấy cô rất là hoạt bát và rất là có khiếu. Vậy tôi đại diện công ty chính thức hoan nghênh cô gia nhập. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chạy lâu lắm rồi. Vậy em muốn đi đâu? Đi cine đi. Coi cine đi đâu coi? Trong lầu anh. Chừng nào đi đây? Buông tay ra. Chuyện gì vậy? Tao móc mắt tới mày. Tôi chi? Tại sao mới đây vậy? Buông tôi ra. Anh đã không phải là lần đầu tiên. Nghe giải thích. Không cần. Em và chi? Ê, thì ra anh có bạn gái rồi hả? Anh gạt em. Ảnh à ảnh, nghe nói đi. Có cần giải thích? Virgin, máy số 2, kéo gần lại một chút, gần lại, giữ như vậy nha. Ok. À, xin lỗi. Khách, có lộn không đây? Đã 29 lần rồi đó. À, tiếp tục đi, tiếp tục. Xin lỗi nha đạo diễn, làm lại lần nữa có được không? Virgin, hãy tự nhiên một chút đi. Bây giờ mình chỉ làm thử thôi. Quảng cáo còn 2 tháng nữa mới quay. Cô phải từ từ học quen cái không khí này. Cô biết chưa? Đừng có khẩn trương, mình làm lại nha. Dạ được. Tất cả làm lại. Ông mà, tránh đây đi. Đi đâu? Chắc là làm đây đi. Ra ngoài đi. Tôi đến tìm bạn gái của tôi mà, tại sao không cho vô chứ? Không được, có cần tôi bắt cái sai là không? Ra ngoài đi. Nè, tránh ra. Ra ngoài, ở ngoài. Có chuyện gì lát nói sau. Cô là bạn gái của tôi, sao tôi vô không được? Chúng tôi đang quay, ông ra ngoài đi. Ra ngoài, ra ngoài đi, ra ngoài. Cho anh xin lỗi đi, anh biết là trước là anh có lỗi mà. Anh còn tới đây làm gì nữa, em đang làm việc mà. Nè, ông à, đừng có phá chúng tôi nha, quay. Tôi nói chuyện với bạn gái của tôi, không bắt mất anh. Virgin à, nếu như hôm nay em không nghe anh nói, anh nằm giả ở đây không về. Quay, chuyện gì? Đạo diễn. Tôi cảnh cáo, anh đừng có tới phá đám nha, kêu bỏ vậy. Phải đi. Đi rồi. Virgin, đi về nhà nói chuyện nha. Trước khi tôi báo cảnh sát, ông làm ơn rời khỏi chỗ này. Dẫn ông này ra ngoài. Đi, 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 ra ngoài, đi, anh nghe nói đi mà. Ra ngoài, đi, 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 anh nghe nói đi. Tôi làm việc à. Virgin, đi, anh nghe nói đi mà. Ra ngoài đi, đi, ra ngoài, đi, 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 anh nghe nói đi, có được không hả? Tiếp tục. Sao hỏi cô Quách? Nghĩ sao hơi ăn cơm trước đi. Nè, đi ăn cơm đi. Thật ra, cần gì phải phiền về đàn ông chứ? Tôi sống chung với anh Phong đã 2 năm rồi. Đời người không phải chỉ có tình yêu thôi đâu. Cô Quách, xin lỗi cô nha. Hôm nay tôi... Thật ra tôi rất là khẩn trương việc này. Tôi muốn làm cho tốt mà. Khờ quá. Bây giờ có ai nói cô làm không tốt đâu. Nhưng mà hôm nay tôi thấy tôi rất bực. Tôi không muốn tránh né hoài. Tôi không muốn đêm nào cũng phải đến nhà người bạn mượn salon để ngủ. Tôi không trở về nữa đâu. Tôi không muốn gặp anh nữa. Nếu như cô không ngại, nhà của tôi cũng có chỗ, thì tạm thời cô dọn đến nhà của tôi ở đỡ đi. Dù sao cô cũng là model của công ty chúng tôi mà, có phúc lợi. Tôi đâu có thể để cho cô ngủ bậy bạ bên ngoài được chứ. Nhưng mà cô không sợ tôi làm quấy cô sao? Dù sao cũng có một mình tôi ở thôi. Có cô khờ này đến ở chung, tôi cũng cảm thấy vui lắm. Đúng ha. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm một model. Được. Tôi sẽ làm model nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất.
cô Quách à, nhà của cô đẹp quá. Cứ tự nhiên ngồi đi. À. Hí, hoa viên của cô đẹp quá. Bỏ đồ xuống trước đã. À, phải. Cô thích đây như vậy, cứ coi như là nhà của mình đi. Ừ. Nè, trên lầu là nhà tắm. Chút nữa lên lầu tắm trước đi. Phòng của cô kế bên. Tôi sẽ lên trển dọn dẹp giùm cô. Cô Quách à, cô đối với tôi tốt quá. Thank you. Cửa đã khóa rồi. Căn phòng này trước kia là của em tôi ở. Nhưng mà trước đây một năm. Alo. Xin hỏi cô Vũ có đây không? Gọi lộn số rồi. Hello Virginia, Phong đây. Anh đã kiếm em nhiều lần rồi nhưng mà kiếm không được em. Nếu em nghe được ghi âm này hãy điện thoại cho anh nha.
Đừng la, đừng la. Tôi trả hình cho cô đây. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Nè, anh coi hình trước đi. Anh Phong à, đừng đánh nữa. Anh Phong, đừng. Nè, tại sao chụp hình bạn gái tôi? Cô này không phải là cậu. Vậy là ai? Là bạn gái trước kia của tôi. Sau khi tôi gặp cô, tôi thiệt nhịn không được, cho nên mới theo cô thôi. Tại vì cô giống Apple quá. Apple? Thật nha, cái thế gian này người quái lạ gì cũng có. Em có tin lời hắn nói hay không hả? Quái lạ, anh cũng quái lạ như vậy. Tối ngày cứ theo dõi em. Anh giọng có khác gì nhau? Đúng rồi, đúng rồi. Đưa em về nhà, đừng có lộn đường nha. Cô hai à, tôi nghĩ cô ở đâu tôi cũng còn biết đường. À, đúng rồi, đừng có giả vờ xét được em ở đâu, cực khổ lắm hả? Cả tháng rồi không có thấy anh tìm em đâu hết. Cái gì mà không có, anh có điện thoại cho em, có ghi âm để cho em trả lời. Anh còn tưởng là em đang giận, cho nên không điện thoại cho em nữa. Đúng rồi, em còn đang giận anh. Cho em xuống xe, tới rồi. Liz. 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 Liz! 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 Để tôi dẹp giùm cô. Thì xin lỗi, tôi đã làm bể khuôn hình rồi. Thật ra tôi đã lâu lắm rồi không có vào căn phòng này. Bộ tôi giống em của cô lắm hả? Đúng. Từ khi tôi gặp cô thấy rất giống. Tôi rất là ngạc nhiên. Cô lại rất giống như vậy. Tại sao? Sao cô không nói cho tôi biết trước? Chuyện của Tử Thành, thật ra tôi không muốn nhắc tới nữa. Cô đối với tôi có ấn tượng rất là lớn. Nếu như cô sợ tôi như vậy, cô có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Thậm chí cô không muốn quay quảng cáo này, tôi cũng không có trách cô. Cô Quách à, tôi thiệt giống em gái của cô lắm hả? Nhưng mà tánh tình không có giống chút nào.
Cô kiên cường hơn nó, có lòng tiến tới hơn nó. Cô càng hiểu rõ là cô đang làm việc gì. Trước kia tôi không nói cho cô biết là tôi không đúng, nhưng mà thật sự tôi rất là nhớ đến nó. À, hồi nãy tôi gặp một người đàn ông, ông rất là xấu xí. Ông còn nói ông là bạn trai của em gái cô. Cô có biết người này không? Tôi biết. Cái chết của Tử Thành cũng chính là người này. Cô đừng như vậy mà. Thật ra tôi cũng thích làm em của cô lắm. À phải, Tử Thành có sợi dây chuyền, cô đeo cũng hợp lắm. Để tôi đeo giùm cô nha. Dạ được. Nè, coi đi. Bắt đầu từ hôm nay anh không cần rửa hình cho Virgin nữa. Bởi vì tôi cảm thấy cái thuật rửa hình của ông thì là tệ quá đi. Cô là ai? Tốt nhất anh trao phim hình ra hết đi. Tôi không muốn ông giữ lại cuốn nào, bởi vì ông không đáng. Cô là Liz. Alo. Cứu anh! Cứu anh đi! Liz! Anh ra không được! Anh Ken! Em đã cho anh một cơ hội rồi, nhưng mà anh không có biết quý chút nào. Anh coi anh kìa, người không giống người, ma không ra ma. Nghĩ tình mình là bạn bè, tôi đi anh một đoạn đường.
Vâng. Đừng. Cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi. Cô Quách à, có hai ông cảnh sát tới kiếm cô. Mời họ vào. Xin mời. Tự nhiên ngồi. Cảm ơn. Không ngại chứ hả? Cứ tự nhiên. Tôi muốn hỏi thăm cô về chuyện của một người. Chắc cô biết Kha Hạo Nhiên chứ hả? Ngày hôm qua đã chết trong tai nạn xe cộ. Ở hiện trường cái gì cũng nổ tan hết. Chúng tôi phải giám định hàm răng mới biết được thân phận của kẻ chết. Tôi biết, báo cũng có đăng mà. Đáng lẽ ông cũng là một nhiếp ảnh sư rất là có tài hoa. Cô Quách à, sau khi xảy ra chuyện của em cô có còn liên lạc với Kha Hạo Nhiên hay không? Không có. Chúng tôi đã lâu lắm rồi không có liên lạc với nhau. Bây giờ vụ án này đang điều tra, nhưng mà chưa có tìm được ai là người hoài nghi và động cơ giết người. Không biết cô Quách có manh mối gì cung cấp cho chúng tôi hay không? Nói thiệt nha, thiệt ra cũng rất có thể là tự tử. Anh Ken mà tôi biết rất là có lòng tự tin, thậm chí rất là đàn ông. Tôi nghĩ chắc là chuyện Quỷ Dung lần trước, có lẽ anh chấp nhận không được chuyện này, cho nên mới tự tử thôi. Come in. Cô Quách à, xin lỗi nha, chờ hợp đồng này hôm nay phải ký gấp, làm phiền cô ấy coi lại giùm. Cô không thấy là tôi đã có khách sao? Chờ một chút đi. Cô Quách à, tôi đang nghĩ chúng tôi không còn gì để hỏi. Xin lỗi làm phiền cô. Xin lỗi nha, tôi không giúp được gì cho các vị hết. Về đi, người ta bận lắm đó mà. Chúng tôi xin kêu. Tôi không tiện. Jenny, làm phiền cô đưa hai vị này ra ngoài giùm. Dạ được. Bye bye. Bye bye. Xin mời. Ê, coi nè, đúng thì là ghê quá đi, bị giết cái mặt tan nát trơn rồi. Rồi ghê quá hả? Không ai nhận ra đâu. Phải rồi mà, chắc là có liên quan tới cổ rồi. Phải rồi, ghê quá. Cô Quách. Cô Quách. Chuyện gì vậy? Người đàn ông này chết rồi. Tôi biết. Anh nè, tối nay phải làm thêm đó. Tôi phải làm thêm hả? Cái quảng cáo đó còn phải bỏ ra sao? Coi cô khẩn trương kìa chưa? Tôi nói tôi thôi mà. Tối nay tôi phải về trễ, cho nên nói sớm cho cô biết thôi. Tối nay tôi có hẹn với người bạn cũ ăn cơm. Vậy hả? Anh cực khổ như vậy hẹn em ra đây, không phải không có gì để nói với em đâu hả? Không phải, anh muốn em ăn một bữa cơm thì là vui vẻ, rồi mới nói mà. Vui hả? Anh không kể chuyện vui làm sao vui được. Anh muốn cho em biết là anh đã sửa đổi rồi, anh sẽ đàng hoàng lại. Anh cù lần quá đi. Nói thiệt nha, sau này đừng có đến công ty tìm em nữa, biết chưa? Sao vậy? Anh thương em thiệt mà. Cô Liz không có thích mà. Anh biết tại sao không? Không biết. Tại vì tướng anh khó ưa. Liz, sao đúng lúc quá vậy? Cô Quách,
Mời ngồi. Vừa đúng lúc tôi hẹn với người khách đến đây ăn cơm thì gặp được hai người. Đang tâm tình hả? Không phải. Làm gì mà khẩn trương vậy? Tôi sợ là cô nói tôi gạt cô. Làm gì có. Tôi tin vận mệnh mà. Nếu như trời cho hai người ở chung với nhau thì tôi có thể chia rẽ hai người được hay sao? Anh nè, tôi thấy cô cười vui vẻ như vậy, đến lúc quay phim cũng như vậy, tôi thấy yên tâm rồi. Còn nữa nha, anh phải đối với cổ cho thiệt đàng hoàng, đừng có hào hoa quá có biết không? Nhận được. Vui vẻ như vậy, trong hoàn cảnh này chúng ta nên cạn ly để chúc mừng. Hay là tôi nhảy một bản với cô nhé. Tôi không biết nhảy. Hai người nhảy đi. Or anything again. But now I know when you find love, when you know that it exists, then the love that you miss come to me. I'm those coming. Cô có sao không hả? Mau đưa tôi, mau lên. Tại sao cô lại như vậy? Chuyện gì vậy hả? À không, tôi có bệnh xỉn thôi. Tôi đợi cô vào phòng nghỉ nha. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đừng đi, anh đừng có đi. Ở đây với tôi một lát. Hôm nay tôi thấy rất là buồn. Tại sao vậy? Hồi nãy có đâu có gì. Đáng lẽ tôi thấy anh và cổ như vậy, tôi thấy rất là vui lắm. Nhưng mà không biết tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện trước kia của tôi. Tôi muốn kéo lại mà không được. Tôi muốn kéo lại mà không được. Tôi còn tưởng cô là một cô gái rất kiên cường. Tôi không phải. Tôi không phải. Tôi không phải. Tôi đã bị người ta gạt. Tôi đã bị người ta gạt quá nhiều. Tôi muốn có người tốt với tôi. Tôi rất mộng. Tôi rất là mộng. Cô yên tâm đi. Tôi và Vicky sẽ đối tốt với cô. Anh lại như vậy nữa. Anh không có đi mà đi. Em nghe anh nói đi. Đi, anh đi đi. Em nghe anh nói đi mà đi. Anh không có đi. Anh nói đi là mà. Không có mà đi. Em nghe anh nói đi. Đi. Ông nào không có vô được đâu. Cô Quách. Không có việc gì, các người ra ngoài làm việc đi. Dạ cô Quách. Thực ra cô muốn chơi kiểu gì?
Cần gì nóng nảy như vậy chứ? Ngồi xuống đi. Tôi không có rảnh nói chơi với cô. Cô gọi tôi gấp như vậy, nói là Vicky Kỳ ở đây. Bây giờ cô ở đâu? Tôi không có gạt anh đâu. Hồi nãy cô ở đây thiệt. Vừa đúng lúc cô lại có việc làm. Bây giờ trở thành như vậy có phải cô vui lắm không? Tôi phải giải thích với cô. Thật ra đêm đó ai cũng thấy hơi say mà. Cần gì khẩn trương như vậy chứ? Khẩn trương? Sao dễ nghe quá vậy? Thật ra đêm đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không có biết gì hết. Sau này cô nói cho tôi nghe, cho nên tôi mới biết. Nếu nhanh không tin, anh hỏi thử cô đi. Được, chờ bao lâu? Anh thì cũng ngộ quá hả? Đêm đó anh đã làm hư chuyện, anh còn cướp giảng được sao? Cô nói cái gì? Rất là đơn giản. Tôi không có muốn anh ở chung với cổ nữa. Tôi nói cho cô biết, cô muốn chơi cái gì mặc kệ cô. Cô đừng nghĩ cô cản trở được tôi và cổ. Cô sao hả? Cô phải muốn đánh tôi lắm không? Hay là như vậy? Hay là anh muốn ôm tôi? Đồ điên. Cảnh sát. Chuyện gì? Ông là Hứa Thụ Phong hả? Chúng tôi nghi ngờ ông quan hệ tới một vụ hiếp dâm và đã thương người, muốn mời ông về giúp việc điều tra. Ông không cần nói gì hết, nhưng những gì ông nói sau này là chứng cứ trên tòa. Sếp à, tôi nghĩ ông lộn rồi. Tôi không có làm chuyện gì hết. Đừng có nói nhiều nữa, về sở cảnh sát đi. Cảnh sát không thể bắt người bừa bãi được. Bây giờ chúng tôi không phải bắt ông, chúng tôi muốn mời ông về để giúp việc điều tra thôi. Ok, mời. Bởi vì Hứa Thụ Phong hoài nghi hiếp dâm và đã thương người, chứng từ có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng, bổn tòa quyết định bị cáo Hứa Thụ Phong không thể gần gũi người bị hại Quách Tử Lâm được. Nếu không thì coi như phạm điều lệ hình sự. Lệnh này lập tức có hiệu lực. Vicky, Vicky, hãy nghe nói đi. Anh còn tới làm gì nữa? Vicky, tôi đã nói với anh rồi, cô không thể sống chung với anh được. Đừng có bước gần tôi nha. Pháp định đã ra lệnh cấm, không lẽ đã quên rồi sao? Liz, tụi mình đi. Between love and hate, I know you've been feeling like that situation. I can see you and me doing things we shouldn't be. I can seem to stop my imagination. Tốt lắm, cảm ơn nhiều. Được hay sao? Khá lắm, làm rất hay. Mai giờ của cô thường nhắc nhở tôi, đừng có nói nhiều nữa. Mau chạy thay áo, tôi chờ cô đi ăn cơm. Ừ, tôi có việc nói với dưới bản sư. Cô vào phòng quá trang trước đi. Xách cái bóp vô giùm tôi. Ok. Vicky, anh còn tới làm gì nữa? Tại sao lấy mặt anh hả? Buông tay ra. Em nghe nói đi, chuyện hôm trước không phải là vậy đâu. Em không muốn nghe anh giải thích nữa. Em không còn là bạn gái của anh. Hãy nghe nói đi mà. Thật ra người đàn bà đó muốn chia rẽ chúng ta, em có biết không? Bảo muốn mình chia tay. Em không biết, không biết, không biết. Anh còn dám tới đây? Vicky à, hãy nghe nói đi. Anh đừng nói nữa. Mặc kệ mẹ đi đó. Anh nói cái gì? Tôi kêu bà tránh ra, của mẹ điên. Mày tránh tao điên hả? Tránh tao điên hả? Mày mới là điên. Mày tránh tao điên hả? Mày mới điên. Đồ điên. Đồ điên. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả? Mày tránh tao điên. Mày nói cái gì hả? Mày nói cái gì? Đồ điên. À, quá là xe nó chuyện gì? Mà bắt hắn lại. Buông tay ra. Là cô đánh tôi trước. Bọn đi rồi sao? Buông tay ra. Đúng là đồ điên mà. Đừng nói gì nữa, đi đi. Buông tay ra. Bây giờ sao? Báo cảnh sát. Bây giờ tòa đã ra lệnh cấm chế.
Anh đã biết mà còn phạm tội, người ta thương đó. Sếp à, bây giờ tôi có thể trực tiếp bà lãnh được chưa? Chờ một chút. Anh hay thiệt, dũng thiệt ha, lại đi phá người ta. Ông đừng có lộn nha, lần này tôi bị bà đánh thôi. Bà điên đó. Anh mới là điên, anh coi kìa, tối ngày cứ phá người ta. Cái bà điên đó thật ra còn biết Kỳ làm gái của bà, buộc chặt không thả. Cái gì bà cũng dám làm. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cái mặt thèo đó cũng do bà giết chết. Cậu thanh niên à, có phải uống lộn thuốc nó bậy hay không? Người ta có thể thuê anh phỉ báng đó. Ông ngu quá đi. Bao nhiêu việc đều có quan hệ tới bà, sao không đi điều tra? Hèn chi đi cảnh sát cả đời cũng còn làm lính. Quay quay quay, nè, lời lẽ không thể nói bậy được nha. Nói gì? Nói tới nó lùi để nhờ ông hả? Để tôi tự nhờ mình còn tốt hơn. Ấn quyền ông, cấp trên đã cho phép anh tự ký bộ lệnh. Hey, thiệt tốt quá, anh làm ơn rời khỏi chỗ này đi. Đừng có đây như đùi bốn người tôi nha. Ông yên tâm đi, tôi quyết định về. Ông đừng để tôi kiếm được manh mối đem về cho ông mất mặt trời. Anh nhà, đi theo cái thứ người này, anh cũng vô dụng thôi. Ấn Quỳnh Đông, thật ra những gì nói không phải là vô lý đâu. Tôi cảm thấy vụ này thật là đáng nghi ngờ. Ông Hứa Thụ Phong, hành vi của ông không được kiểm điểm. Công ty hủy bỏ hợp đồng với ông, bắt đầu từ hôm nay không cần phải đi làm nữa. Đài truyền tin 6-6. Làm ơn 9828. Xin lỗi nhờ, chủ máy đã ngừng máy rồi. Vậy cô có nhắn lại số mới hay không? Xin lỗi, chúng tôi không có được rõ lắm. Mau đưa tôi, mau lên. Chuyện gì? Không, tôi bị xuyễn thôi. Thuốc này là thuốc thần kinh, là loại thuốc của bệnh tâm thần, không phải là thuốc xuyễn đâu. Phải do bác sĩ cho toa, nhà thuốc Tây không có bán. Ngu thiệt, không lý nào mà nghĩ không ra. Hả? Ông à, ông không sao chứ? Cô à, chai thuốc tôi được cô quá nghiệm có phải là thuốc xuyễn không? Chai thuốc mộng đưa tôi là loại thuốc bệnh thần kinh, phải theo toa của bác sĩ. Vài ngày nữa là tới ngày quay phim. Cô đã có bàn việc về y phục cô sẽ mặc hay chưa hả? Chưa bàn. Tại sao cô không nói cho tôi biết sớm chứ? Bây giờ là lúc khẩn trương, cô còn tinh thần phản phất như vậy sao? Cô không được vui thì đừng có tới mấy cái bà uống rượu. Mấy chỗ đó không phải là nơi để cô tới đâu. Sao cô biết? Đồng sự nói lại thôi. Sao không nói cô coi lén nhật ký của tôi? Còn nữa, sao khi không ngưng máy gọi của tôi? Tôi làm như vậy là cũng vì cô thôi. Không lẽ như vậy cô cũng không hiểu? Bây giờ cô làm model nữa giúp của chúng tôi, làm gì có phải nghĩ tới ấn tượng của mình chứ? Tôi không muốn cô có cơ hội tốt như vậy mà bị bỏ uổng khơi khơi. Nổi tiếng, tôi không muốn làm model như vậy. Không còn tự do gì hết, tôi không muốn. Xin lỗi, tôi muốn xuống xe. Bảo Kỳ, cô đừng có con nít quá mà. Ngừng xe lại, có nghe không? Cô Bảo Kỳ, cô đi đi. Cô đừng có quên rằng cô đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi rồi. Cả mấy triệu bạc đó, cô đền nổi sao? Lên xe. Cảm ơn. Thiệt là không giống chú đó nha. Uầy, trước kia tao cũng như vậy thôi, tại mày không để ý tới tao. Vậy thì tin, trước kia chú lại như vậy mà. Đây là sổ tay của Kha Hận Nhiên để lại hả? Mấy cái dấu hiệu này tôi coi hoài cũng không hiểu. Tôi cảm thấy có gì quá lạ. Được rồi, nếu như trước khi ông chết để lại dấu hiệu, tôi nghĩ là nhất định quý gì đó.
Có lẽ thị lực còn có vấn đề cho nên bấm bậy thôi. Ba cái đồ tối tầng này thiệt chơi chết con người ta đó mà. À, Trí à, mày còn nhớ không? Lần trước bộ computer của mày bị hư báo cáo không được, đó là nguyên nhân gì? Tại vì các chỉ số và các con số cùng một cái nút. Cùng một cái nút hả? Quay quay, chữ này là chữ gì? Lisa, tên tiếng Anh của Tiểu Lâm. Lisa. Thì ra Quách Tử Lâm tên là Lisa hả? Ra là anh đó. Anh tới đây làm gì chứ? Tôi mồi mành mối. Phải, tôi điều tra được bà đó. Thì ra có cái lục gì bệnh thần kinh. Hèn chi là vậy. Vừa rồi tôi phát hiện được mấy tấm hình có vấn đề. Nè, để tôi gọi thằng Trí kêu được kiếm kỷ lục bệnh thần kinh. Hả? Còn anh á, lập tức đi kiếm quyết chiến đi. Cô cũng mệt rồi, tối nay ngủ sớm đi nha. Quá cho nên bị bệnh. Chị tới nhà của em la lớn ầm sờm, giống như là chị bị điên vậy. Dễ sợ lắm chứ. Hy vọng chị sớm ngày khỏe lại thì tốt. Vào phòng nghe điện thoại. Alo. Vicky, anh điều tra ra được thì ra cô ta bị bệnh thần kinh rất là nghiêm trọng. Anh sợ có nguy hiểm. Vậy vậy làm sao bây giờ? Bây giờ anh và sếp Đồng đã đi tới nhà em. Em hãy đi xuống trạm xăng chờ anh nha. Thank you.
kia rồi. Cô đi đâu vậy? Tôi ra ngoài tản bộ thôi. Sao đem theo nhiều đồ quá vậy hả? Tôi thấy lạnh nên đem theo áo tôi mà. Tại sao phải gạt tôi? Tôi không gạt cô. Bắt người ta. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải gạt tôi? Điện thoại không có ai nghe. Cần gì gấp quá vậy? Tôi báo cảnh sát. Quay, đừng có hở ra báo cảnh sát nha. Anh coi ân cầu đông này không có ra cái gì hết. Hay là vậy đi, tôi lên chỉnh coi giùm anh. Anh chưa thấy con mẹ nó đi như thế nào, anh chưa có biết sợ đâu. Đàn bà rất là đàng hoàng mà. Tại sao anh ấy cũng đều rời xa tôi? Tôi không để cho cô đi đâu. Tôi không để cho cô đi. Tôi không để cho cô đi đâu. Tôi không để cho cô đi. Có mở đèn, không qua nghe điện thoại, nhất định là có chuyện. Tôi đã biết rồi mà, con mẹ đi này chuyện gì cũng dám làm. Vicky nhất định ở trống, hay là mình vô trống cứu cổ. Ngoan ngoãn ngồi ở đây nha. Đừng có đi tùm lum đó. Chút nữa tôi sẽ trở lên liền. Vào. Cô Quách à, lần này tôi tới đây là kiếm Bảo Kỳ đó. Cô đã ngủ rồi. Tôi có vụ án muốn tìm cậu giúp đỡ để điều tra. Vậy hả? Vậy được, ông ngồi chút nha, tôi lên trển kêu cổ. Thủ tục thường lệ thôi mà, lát sẽ dẹp ngay. Còn nữa, tôi có điện thoại tới. Tôi chính dòng điện thoại nên mới thức dậy. Ông tự nhiên ngồi đây nha. Được. Lập Phong, nhắn lời lại. Bây giờ tôi ở dưới lầu. Thank you.
Cái gì? Cái gì? Phong. Tự khóa mình lại. Để chị mở ra cho nha. Nè, cẩn thận nha. Vicky. Vicky. Chú Đồng. Khóa cho thằng Phong. Bảo Kỳ, qua đây. Qua đây. Còn chạy hả? Vậy nữa, nếu còn có như vậy bố chúng ta đều chết. Liz, tôi ra xin cô, cô đừng đổ xuống nhờ. Liz, xin cô đừng. Đã đến nông nỗi này, tôi đi trở lại không được nữa, tất cả đều phải chết hết. Uầy, còn muốn chết thôi nha, chúng tôi chưa muốn chết à, đừng có liên lụy chúng tôi. Đời người chớp mắt đã qua, mỗi một cơ hội tôi đều nắm rất vững, nhưng mà trái lại tôi không được cái gì hết, ông có biết không? Liz, cô sai rồi, không phải là cô muốn được cái gì là được cái đấy đâu. Em là Apple đây. Chị còn nhớ em không? Chị đừng như vậy nha chị hai. Tử Thanh, em là Apple. Là Apple thiệt hả?
Chị hai, em là Apple đây. Em là Apple. Chị hai, em là Apple đây. Em là Apple. Là Apple thì hả? Mày không phải là mày không phải là tử thần, 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 mày không phải là tử thần. Sếp đâu? Sếp sao hả? Có sao không? Mày nhờ cô nó đỡ. Cô Lisa đâu? Cô đã chết rồi. Ông à, tôi muốn hỏi ông là Linh Dị ở đây đâu rồi hả? Mình xin hỏi có chuyện gì? Tôi muốn biết tại sao Linh Dị của cô Quách không có để chung vậy? Lúc cô Quách còn sống, cô an bài như vậy đó. Quy luật của chúng tôi không bao giờ để trò cốt bậy bạ đâu. Nhưng mà tại sao chính giữa lại có chỗ trống? Cái chỗ trống đó lúc cô Quách còn sống, cô đã mua rồi. Cô nói là để dành cho em của cô, không có vấn đề gì chứ.